Cái lộ này đi vô miếng đất khoảng 150 m, miếng đất thổ cư 100%, bề ngang 5, bề dài khoảng 30, giá chủ đất kêu là 500 triệu. Thì lộ này là rạch bờ cua, thì ở đây có con rạch, sông nước ở đây rất là mát mẻ. Vậy đây bà con ở có thể đi mỗi ngày đi đánh bắt cá khỏi tốn tiền. Đường này đi ra tới chợ Gò Đen chắc khoảng 2 cây số, đi lên chợ Bình Chánh khoảng 8 cây số. Thì Văn Thanh sẽ chạy vô đường này cho bà con coi, lộ này sẽ hơi đi tới đất luôn. Ở đây thuộc ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ở đây nó có con rạch, rạch nhỏ đi vô. Thì cái khu đất này thì chủ đất đã lên thổ, đã phân lô bán hết rồi. Thì đây là lô cuối cùng mà người ta gửi cho Văn Thanh. Đó, cái lô cuối đang nằm ở đây. À, trước cũng có con rạch ở đây. Đây, ở đây thì cụ dân lưới bắt cá, mỗi ngày cũng có cá. Đó, lô đất đang nằm đây.